Chào các bạn, mình vừa đặt mua một cái hộp để đồ ở trên xe này. Thì đây là cái hộp mình mua ở trên Shopee với giá là 200 ngàn đồng. Thì nó có thể gấp gọn, thì đây là cái nắp của nó này. Còn đây là một cái lớp lót ở trong để giúp chúng ta để những cái đồ vật có chất lỏng thì nó không sợ chạy xuống sàn. Còn đây, đây chính là cái khay hộp chúng ta. Chúng ta sẽ lắp đặt nó bằng cách nhấc lên như này. Nó có hai cái thanh hai bên gạt sang. Đó, như thế. Và chúng ta sẽ đặt cái lớp lót vào trong như này. Thì cái hộp này có cái thể tích là 56 lít nên là nó khá là to để cho chúng ta đựng được những cái đồ đạc. Đặc biệt là những bác mà chạy dịch vụ hay là những bác mà thường xuyên chở đồ ăn các thứ, ví dụ đồ đông lạnh hay là đồ hải sản thì đây rất là hợp lý. Theo như quảng cáo thì là chúng ta có thể ngồi lên trên chốc cái nắp này, nhưng mà theo mình thì không thể đâu, bởi vì cái nắp này nó không thực sự quá vững chắc, hoặc là do mình không phải mua phải hàng chính hãng mà mình mua hàng giá rẻ, nó chỉ có giá là 200 ngàn đồng thôi. Tuy nhiên thì mình vẫn khá là hài lòng với những cái tính năng mà nó đem lại. Mình có thể đựng được khá nhiều đồ, ví dụ đây một cái chai nước rửa kính này, một cây lau bụi này đó, hay những cái tấm che nắng này, cái tựa gối đầu các thứ này. Đấy, chúng ta có thể để rất nhiều thứ. Và đặc biệt những bác nào mà chạy dịch vụ hay là những bạn nào mà hay về quê để mang đồ đạc các thứ lên thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái hộp rất là tiện dụng. Còn khi nào mà chúng ta thấy nó chiếm quá nhiều diện tích hoặc chúng ta không sử dụng thì chúng ta có thể gấp gọn nó lại. Đó, để cho nó đỡ tốn diện tích thì chúng ta chỉ cần việc tháo cái này ra thôi. Tháo cái túi ra. Chúng ta đẩy hai cái này sang hai bên. Như thế này. Đó, xong chúng ta gấp lại như thế này. Rất là gọn nhẹ và nhẹ nhàng. Như thế này là xong. Đó. Thì nếu mà các bác cũng đang có cái nhu cầu mà cần một cái hộp đựng đồ trên xe ô tô thì các bạn có thể tham khảo thêm cái hộp này. Thì mình sẽ để cái đường link bên dưới video để các bạn có thể tham khảo cũng như là xem thêm chi tiết về thông tin về sản phẩm nhé.